Rồi, chào mọi người đã đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số hội trên màn hình nha, 0348 30 843. Rồi, xem video thì nhớ bấm vô đăng ký để theo dõi mấy cái video mới. Bấm vô đăng ký rồi bấm vô cái nút cái chuông nha mọi người, để nhận cái thông báo mới về cái video mới đăng. Hôm nay video có mã là 132 nha mọi người. Mã là 132 về mấy món sau đây ha. Hôm nay có cái vòi nước, vòi lọc nước của Nhật nha mọi người. Vòi nước này mới giá rất là cao. Nói chung là mình xài nó bán bên nội địa không à, cái hãng này. Cho nên khó mà sử dụng được đến bên mình. Hôm nay thì nó về hàng bãi nhưng mà còn mới chưa sử dụng luôn. Nguyên hộp. Rồi, giới thiệu món đầu tiên nha mọi người. Đây là cái cây hước kẹp. Nó là chất liệu là full đồng. Full bằng đồng nha mọi người. Kẹp của Nhật. Còn nguyên trong bao luôn. Hước kẹp này là nó đo được 6 cm. Đây. Đó, nó như vậy ha. Đo hết cỡ ra là đúng 6 cm luôn á. Nó căng ra vừa đủ y luôn. 6 cm. Anh lỗi, đo đây số 0 là vạch chia 0 là ở đây nha mọi người. Là gần hết là nó 6 cm đây, 6 cm rồi. Này kéo ra hết. Còn bên trên này á là bên trên là hệ in ha. 2 in đây, 2 in. 1 nằm đây. Đây 1 nè, 1 in nè. Hai in ha. Rồi, kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn. Rất là thích hợp cho mấy anh em sưu tầm. Đây nó có cái móc treo mọi người. Rồi. Hước kẹp này có mã là 132.1 nha, giá bán 300.000. Đây, tiếp theo là một cái đầu kẹp mũi khoan dùng cho máy bóng vít. Cái loại này nó mạ lên rất là đẹp, mạ sáng lên luôn. Nó kẹp mũi được 1.5 đến 10 mm nha mọi người. Đây. 1.5 đến 10 mm. Còn rất là mới. Đấy, còn cái dầu mới trong hãng nó bôi luôn. Cái dầu vàng vàng. Rồi, cái đầu kẹp mũi khoan này là mã là 132.2 ha. Giá bán là 200.000. Rồi, về được mấy cụm dây điện nữa mọi người. Dây điện tháo máy của Nhật. Dây rất là dày, chắc chắn. Tải cao 15A. Dây này tháo ra luôn nè, chứ không có cắt nha mọi người nè. Tháo bấm code ra luôn. Đây chua chữ Nhật, chua dẹt. Có đầu mát luôn. Ổ cắm mọi người có cắm mát thì cắm vô luôn. Không có cắm mát thì mình cắm cái chua này không. À, ví dụ như ổ cắm này. Cái ổ cắm này cũng của Nhật luôn mọi người. Made in Japan nha. Đây mình cắm là có đầu mát luôn, cắm vô luôn. Gạt qua là sẽ cứng luôn ha. Ổ cắm này nó có chức năng là giữ cứng. Muốn lấy ra phải quạt trở lại. Đó. Ổ cắm này tải tới 1.500W. Rồi, đây là cuộn dây điện. Dây này dài 5m mọi người. Dây 5m. À, tải 15A.
Đây, chân cắm của Nhật, ổ cắm cầm rất là sướng, nó an toàn, nó bự á, cầm nó an toàn nha, dây rất là dẻo. Rồi cái mã dây này là 132.3 mọi người, giá bán là 200.000. Rồi đây được một cái vòi tưới cây, vòi này chuyên dụng để tưới cây mọi người. Này nó làm bằng cao su rất là dày, đầu trên đây là bằng này, đây để em thử. Rồi nó bằng inox không mọi người. Đây đầu này bằng nhôm, đầu bằng nhôm ha, còn đầu trên đây như bằng đồng, cái khúc này nè đồng mạ lên nè, đồng nó mạ trắng á, còn đây là bằng nhôm là thấy nó bằng nhôm nè, bằng đồng bằng nhôm chứ không phải bằng sắt nha mọi người, tại vì nó thường tiếp xúc với nước mà, nên Nhật nó làm rất là kỹ, nó làm bằng chất liệu là đồng nhôm không có bị rỉ sét. Cái đầu này thì mình có thể phun chỉnh bét được nha, chỉnh bét trên đầu luôn, là phun ví dụ như phun tia hẳn nè, đây là phun tia hẳn nè, đang chỉnh là phun tia hẳn nè, mình tóm vô nó sẽ xòe ra từ từ ha, xòe ra tia nhỏ 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 vô hết cỡ là nó khóa nước luôn, khóa nước kính nha, đã test rồi, vô ống nước là chạy thử rồi. Ok rồi, để đo cái vòi nước, cái kích thước ha, này kích thước nữa nè, cái này vô ống là ống 21 ha, ống này vô ống 21 mọi người, ống mềm 21 á, ống 20 á, lúc vô là xiết cái cổ dê nữa là chắc cú. Rồi cái vòi nước này có mã 132.4 ha, giá 300.000. Đây cái món chính hôm nay là cái này, em về được full bộ luôn, full bộ nha, đầy đủ, còn giấy bảo hành, giấy của công ty nó sản xuất ra. Này giá mình nó bán ở nội địa Nhật khoảng gần 6 triệu nha mọi người, nó là cao, nó lọc nước nè, nó lọc nước như vậy nè, hình minh họa nè, mình gắn vô như vậy nè, gắn vô vòi nước mình á, nước nóng nước lạnh luôn lọc ok. Đây bóc hộp luôn rồi đó, hai giấy, giấy này như giấy giấy bảo hành gì đó, giấy này là hướng dẫn sử dụng, xịt cái tem nó lên. Đây hướng dẫn lắp ráp mọi người, nó đầy đủ không? Đây cái gang này là đây 20 mm nè, gang này nè, có thể chuyển vô gang nhỏ ha, đó hướng dẫn mình ráp. Đây là gang lớn gang nhỏ mọi người, nè gang lớn nè, đây đầu này là chuyển ra gang lớn nè, nè mở ra là nó đang nó lớn hơn ha, đó. Có cái khớp nối cho mình luôn, lon đầy đủ full bộ, chất liệu này là inox, inox Nhật nó xài tới 40 mấy 42 thường như vậy, trên mấy con ốc mà bắt máy là cũng ốc 40 mấy không, không có là 304 thường à. Nhật nó xài tới 40 mấy. Đây cái vòi nó kéo dài cái gì nha mọi người, hoặc là thu gọn lại.
Đây, mới tinh rất là đẹp, 100% mới. Reinforce đầy đủ ha. Cái này là vô vậy nè, bằng cái này rồi. Nói chung ở đầy đủ, có hướng dẫn lắp ráp luôn không? Đây kích thước nó nè. Ô, nó có từ trong đây luôn. Nó có từ tính trong đây luôn. Lọc sắt ha, lọc sắt rồi mấy chất gì nữa. Chung là nó sản xuất ra cái bộ lọc rất là đắt tiền, là để an toàn cho sức khỏe mình. Rồi. Đây có cái cờ lê để mình sử dụng chỗ này nè, để bắt vô. Đây là hướng dẫn ráp nè. Áp lực nó chịu nước, áp lực tới từ 0.1 đến 2 kg luôn, 2 kg luôn mọi người. Nè, chịu áp lực tới 2 kg. Rồi, full bộ mới 100% luôn. Rồi cái vòi lọc này có mã là 132.5 mọi người, giá là 1.200.000 một bộ. Rồi tiếp theo đây là về cây cắt cành nè, cán đúc kéo tỉa mọi người, dòng kéo tỉa. Còn nguyên zin. Có sử dụng rồi, độ rơ khá ít. Test thử trên cái giấy mọi người. Đây. Ăn ngọt hết lưỡi. Đó. Chúng này là về chưa có, nó đang sử dụng ha, chưa có sửa lại, chưa có mài. Đó, chưa sửa chưa mài mọi người. Về đây là chưa sửa chưa mài. Đây là nó bị gắt cái da rồi nha. Đây. Da này mọi người bấm lại. Rồi kích thước tỉa này là 18 nha mọi người, kích thước là 18. Cái tỉa này có mã là 132.6, giá 450.000. Tiếp theo là cái đèn pin. Đèn pin dùng để đây có cái móc. Đây có cái móc bật ra ha, phải treo nè, hoặc là dùng để đây nó có 500 mọi người nè, treo nó lên tủ sắt hay là cái gì cũng được, tủ sắt bàn kệ gì đó. Đây nó dùng 3 viên pin tiểu nha. Đèn này là đèn của thương hiệu đây Evalu của Nhật. Đây mã nè, thương hiệu cái đèn này gọi là đèn led, led nè, bóng led. Đây led. Rồi em thử viên pin cho ha, lấy pin thử. Mà pin này bị yếu rồi, chưa có mua pin mới nữa. Mọi người về xài thì mua 3 pin gắn vô. Pin này bên 2A. Rồi. Đây, chưa ăn pin đó. Đó ăn pin nó sẽ vậy. Là độ sáng cái chá nó như vậy ha. Đó như vậy,
nè, cao lên tới cái camera này. Hấp xuống. Pin này yếu mọi người, hay pin yếu nè, chiếu vô mặt nhìn cũng được. Nó bị yếu rồi. Chứ mà LED mà chiếu pin mới là chiếu mặt nhìn không nổi đâu. Này nó bị yếu rồi, đó. Là test là sống ngon nha mọi người. Rồi giờ mua pin gắn vô ha. Pin có 500, rất là tiện. Hoặc là móc treo cũng được. Đây, đây kích thước nó ha. 21 ngang 6, dày 2.5. Rồi cái bóng đèn LED có mở là 132.7 ha, giá 250 nha. Rồi tiếp theo này em về một cái cây cạo ba bia nữa. Cây này rất là đẹp, thương hiệu của Nhật. Đây đặc biệt nó có thể rút dài thu gọn ha. Đây là nó đang rút dài nè, đang ra dài nè. Rồi mình kéo xuống đẩy vô, có thể để từ từ cho nó dài vừa tầm mình sử dụng đó. Đây lưỡi nè, lưỡi này nó xài là cái lưỡi ngắn nè, lưỡi rất là ngắn. Hai lưỡi còn nguyên rất đẹp, hai lưỡi đẹp, tình trạng ok đẹp. Đây hai lưỡi cạo, cái dòng này mình có thể cạo sắt thép, nhôm đồng gì đó, nhôm đồng mica là gì cạo láng hết nha mọi người. Cái thép hợp kim này rất cứng. Đây kéo dài nè, hù ngắn để coi nó dài nhất ra. Nó dài nhất ra là 20 mọi người. 20. Rồi. Ngắn lại là 14 cm. Rồi cái cạo bia có mã là 132.8 ha, giá 250 nha. Rồi tiếp theo em về một cây dao thép xanh. Dao này nó dập bằng thép, làm từ thép. Thép này rất là cứng. Chung là thép, thép tốt á. Tôi gọi là thép xanh đó. Dao còn rất là đẹp mọi người. Đây nhìn nè, còn rất là đẹp, lưỡi nguyên zin, lưỡi nguyên zin ha. Đây kích thước nó 17 cm. Rồi gấp gọn nè, 10 cm, rất là gọn, bỏ túi, bỏ bóp, rất là gọn, mang đi du lịch ok. Lúc cần đi, ví dụ như đi ra ngoài được, rất là cần một con dao. Rồi dao có mã là 132.9 ha, giá 300. Rồi cuối cùng là cây cắt cành mọi người. Cây này cũng khá là đẹp, còn rất là mới. Đây còn rất là mới, nhưng mà bên Nhật nó xài á, nó bấm trúng kẽm gì là nó mẻ rồi. Đây mẻ nhẹ lớp ngoài đó, mẻ đều này thì mình sửa rất là dễ đó mọi người. Lấy về về sửa lại nhẹ là tí là xài nè. Độ gơ rất là ít, nó xài cây này cũng khá là ít, còn rất là mới. Thép trắng đẹp, trắng đẹp nè, da còn nguyên luôn. Da này rất là, nó rất là nhanh hư, nó không có như là sắt thép nên là hư trước là cái da nè. Cái da này nó còn nguyên nè, da zin còn nguyên. Rồi cắt cành này là size, đây size 18 hả mọi người, size 18 hả. Đây nè, cái khúc trên nó chưa mẻ nè mọi người, coi cắt nè, nó rất là ngọt luôn. Khúc dưới mẻ rồi vẫn cắt ok nè. Do lưỡi nó còn quá mới mà, nhưng mà nó cắt trúng cái gì nó mẻ đó, trúng kẽm gì đó. Rồi cành này có mã là 132.10, giá 350. Rồi em kết thúc video đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi.